anh em. Hai người đó nghe sao mà tao mắc cười quá. Có thật tụi mày coi tao là anh em không? Hay chỉ coi tao là cái mỏ tiền cho tụi mày đào? Thôi, đủ rồi. Hai từ anh em á là sao với mày tao hiểu rồi, không cần nói thêm đâu. Cái ngày đầu khi bước vào nhóm là tao đã thấy nghi nghi. Tao đâu có phải là thằng con nít mới vừa ra đời không biết gì. Tụi mày cho tao chơi chung tại vì thấy tao chịu chi, chứ đâu có phải thấy tao vui tính như tụi mày nói đâu nhỉ. Tụi mày thử nhớ lại xem đã giúp được gì cho tao, hay chỉ biết nói mà chẳng biết làm hả mấy thằng chơi cháo. Khi có chuyện cần thì kiếm tao, còn khi tao cần thì biến ráo. Vậy thì tụi mày nói tao nghe thế này anh em chỗ nào? Anh em hay từ này thôi đừng nói. Bạn tốt, tao thấy chỉ toàn là bạn tồi. Lúc tao có tiền thì tụi mày bu lại giống như sói đói thấy mồi. Còn khi tao nghèo không một gắt mặt kín túi thì có thằng nào thèm hỏi. Có anh em như tụi mày thật là tốt quá còn gì. Ít nhất cũng nói tiếng người chứ không có sổ với mấy con kiki. Tụi mày muốn lợi dụng tao thì nên nói ngay từ đầu đi, chứ đừng có gọi hai tiếng anh em như vậy tao khinh bỉ. Có anh em như tụi mày thật sự là tao có phước, mà có phước lắm mới có đồng bạn khốn nạn như tụi mày được. Vừa ăn cướp vừa la làng tình bạn mày đó bằng thước. Đúng là mấy tu mấy cái mấy được thế này thì đúng là phước. Có anh em như tụi mày thật sự là tao có phước, mà có phước lắm mới có đám bạn khốn nạn như tụi mày được. Vừa ăn cướp vừa la làng tình bạn mày đó bằng thước. Đúng là phải tu mấy cái mấy được thế này thì đúng là phước. Bây giờ tao nhắc chuyện xưa chút ha, tao biết nghe xong chắc chắn tụi mày sẽ nói nói nhảm quá. Nhưng tụi mày cũng nên nhớ rằng có vay thì phải có trả. Tụi mày càng nghĩa thì tao càng tình, chứ có gì đâu mà la. Mày hay nói với tao ghét nhất cái thứ mượn tiền không trả. Vậy còn mày thiếu tiền tao gần một năm rồi phải tính sao ta? Cứ mỗi lần tao nhắc tới nó là mày chuyển kênh cho qua. Vì tao nói chúng tim đen nên mặt biến sắc đúng không hả con cáo già? Nè, đừng có nói tao khốn nạn. Nếu tao khốn nạn thì mày là gì hả? Đừng có nói ngang. Đừng có thấy tao im lặng không nói rồi mày được nước làm càng. Nói lý không lại muốn xài muốn lật tao chiều. Tao đâu có ngán. Ok mày đại bàng chứ chắc gì tao chơi lại. Nhưng nếu mày chọc điên tao chứ chắc là ai hơn ai. Mày nói tính mày rất nóng nên mày ra lệnh đừng có làm sai. Mày là bóng bóng hải tao cứ soi lại giùm cái con gái. Có anh em như tụi mày thật sự là tao có phước. Tao có phước lắm mới có đâm phải khốn nạn như tụi mày được. Vừa ăn cướp vừa la làng tình bạn mày đo bằng thước. Đúng là phải tu mấy kiếp mấy được thế này thì đúng là phước. Có anh em như tụi mày thật sự là tao có phước. Tao có phước lắm mới có đâm phải khốn nạn như tụi mày được. Vừa ăn cướp vừa la làng tình bạn mày đo bằng thước. Đúng là phải tu mấy kiếp mấy được thế này thì đúng là phước. Mày nói tao đều cán lấy tiền ra mua tình bạn. Vì thì tại sao lúc đó đã thấy tao sai mày lại không cán? Mày luôn nói với tao mày đã chọn bạn mà chơi. Vậy thì lúc trước thằng nào lừa tao trả nợ cho nó hả thằng khốn nạn? Mày hay nói với tao với mày anh em là nhất. Mày cái thằng khốn nào chơi sau lưng tao rồi giờ con bò có đi mất hả? Nó nặng nhẹ thế thôi chứ tao không hận ai cả. Bởi vì cũng giờ tụi mày làm thế tao mới hiểu được một điều là tao chết thật lòng quá mức nên được đối xử tốt quá. Chứ tao mà chơi xấu một chút thì sẽ không bị như vậy đâu ha. Anh em quá tốt. Tốt quá đang thôi biến hết mẹ đi.